Guivin có thể là bản sao tự tự gen của Dâu Trắng. Trong những chap gần đây, Oda dường như ngầm xác nhận mối liên hệ của Guivin và Baekkin với Dâu Trắng, từ xác nhận Baekkin là cựu thành viên băng Rock đến việc cả hai chiến đấu với hải quân để bảo vệ đảo Nhân Sư, quê hương của bố già. Quay về trước đây, Miss Buckingham Stussy từng làm việc với Vegapunk trong nhóm Mask và cũng nói rằng Vegapunk có thể chứng minh sự thật. Ngoài ra, ta thấy vẻ bề ngoài của Guivin có vô số vết khâu tương tự các thây ma ở Arc Thriller Bark, vì vậy rất có khả năng Guivin là một nhân bản lỗi được tạo ra từ gen của Dâu Trắng. Có thể Baekkin đã đánh cắp gen trong thời gian hoạt động cùng băng Rock rồi cùng Vegapunk thí nghiệm nên thành quả nhân bản này.